Xin chào các bạn. Hôm nay shop phụ kiện cửa cuốn xin giới thiệu với các bạn một cái hộp điều khiển mã cạc 433. Thì hộp là IH này, mã gạt 433 MHz. Trong hộp cũng mã gạt, tay cũng mã gạt nhé. Thì cái hộp này khi chúng ta mua về đấy, nó bao gồm một cái chân rắc như này này. Đây là cái phụ kiện đi kèm ấy, để nó cắm kết nối với motor này. Đấy. Thế còn cái trường hợp mà về mà nó không đúng cái rắc như thế này ấy, đa số là rắc là như này này, thì chúng ta cắm vào và chúng ta thay thế cái hộp này. Còn nếu không đúng rắc thì chúng ta cắt cái chỗ này ra, cắt cái dây ra. Thế xong là chúng ta đấu đúng màu dây với cái hộp cũ được. Hai dây đen là hai dây nguồn nuôi này, xanh đỏ vàng trắng ta đấu vào trong là chúng ta dùng được. Còn đa số là nó về là chúng ta rút cái hộp cũ ra và cái chân rắc của nó là như thế này, thì chúng ta cắm vào chúng ta điều khiển này. Chúng ta rút cái hộp cũ ra chứ, cắm cái hộp mới vào, vậy là chúng ta điều khiển này. Đấy. Tay mã gạt chống nước 433 MHz nhé. Và hộp cũng là mã gạt. Tay mã gạt chống nước. Tay IH. Thế còn bên cạnh này nó có cái rắc này nhá. Một cái rắc phụ như này. Thì chúng ta mua về chúng ta cắm nhé. Cắm vào cắm đúng lỗ. Thì hai cái dây trắng này này là hai cái dây tự dừng. Tự dừng ấy. Nó đấu nó nối vào cái hai thanh ray của cái hai đầu của thanh ray ấy, nó có hai dây thò ra đấy. Và chúng ta đấu hai cái dây trắng vào trên này, nó ghi là stop for tools là điều khiển tự dừng này, tức là khi cửa mà nó chạy đấy, tự dừng này. Hai cái này vào chạm, khi chúng ta chạm vào lăn đáy ấy đấy. Thế còn hai cái dây đỏ đen này, hai dây còi nhé. Đấy. Quay thì nó quy định âm dương, đỏ là dương và đen là âm. Thì chúng ta về chúng ta cứ đấu vào thôi. Đấy, đấu cái quay vào thôi. Chúng ta đấu cái quay thì chúng ta đấu dây đỏ và dây đỏ nhé. Và dây đen và dây đen. Đấy. Dây đỏ là dương và dây đen là âm. Đây là cái quay của nó. Đấy, quay. Khi mà chúng ta chạm vào cái lăn đáy ấy, cái còi nó báo cho chúng ta biết là chúng ta đang bị chạm cái cửa, đang chạm vật cản. Ví dụ tôi xuống cửa này, khi mà nó chạm vào lăn đáy này, lăn đáy chúng ta chạm thì công tắc nó chập. Chúng ta về chúng ta cứ rút cái hộp cũ rồi chúng ta cắm vào thôi, cắm cái hộp mới vào là được. Còn trường hợp nó không cùng rắc thì chúng ta sẽ đấu theo đúng cái màu của nó là được. Hai cái dây trắng này, hai dây tự dừng nhé. Dây đỏ và dây đen là dây quay nhé. Quay quy định âm dương. Còn đây là cái hộp mã gạt nhé. Hộp mã gạt và tay cũng mã gạt. Đây là cái hộp, nó in sẵn cái mã của nó này. Đây là nó đang gạt theo cái mã như thế này. Thế còn về mà chúng ta muốn thay đổi mã thì chúng ta tháo cái hộp ra. Chúng ta tháo cái hộp ra và chúng ta gạt theo ý thích của chúng ta. Thế miễn làm sao mà cái hộp chúng ta gạt như thế nào thì cái tay của chúng ta gạt đúng như thế là nó nhận. Để mà trong cái trường hợp mà chúng ta muốn đổi mã hoặc chúng ta muốn đổi cái chìa đấy. Hoặc ví dụ chúng ta muốn không cho ai mở cửa ấy, thì chúng ta sẽ gạt theo cái ấy của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ về chúng ta gạt theo cái nó có bốn ốc nhé, nó tháo bốn ốc này ra này. Đấy, đây là hộp mã gạt. Cái chỗ này là cái công tắc đảo chiều nhé. Đây là bên cạnh sườn này, nó có một công tắc này, là công tắc đảo chiều này. Khi mà chúng ta bấm cửa mà nó lên ấy, bấm phím lên mà nó lại xuống ấy, thì
thì chúng ta đảo bằng cái công tắc này. Đấy, đây công tắc đảo chiều đây. Và bấm xuống nó lên nó xuống ấy, thì chúng ta đảo chiều bằng cái này. Đấy, còn đây là cái con thạch anh ghi tần số dao động 433 MHz đây. Đây con thạch anh dao động. Đấy. Thế còn đây là ba con rơn ne này. Đây cái mã gạt của nó đây. Đấy, chúng ta về chúng ta sẽ gạt theo cái mã này. Nếu chúng ta muốn đổi mã thì chúng ta gạt đây. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây hiện tại là đang 1 dương, 2 0 3 dương, 4 dương, 5 âm, 6 0 7 0 8 0. Đấy. Chúng ta cứ thay đổi thì cái tay này nó cũng đúng như thế nhá. Cái tay này nó sẽ gạt đúng như thế. Tay cũng mã gạt nhá. Chúng ta mua về là chúng ta cái mã gạt này nó có 8 mã thì nó hơn 6.000, nó sẽ gạt được hơn 6.000 cái mã khác nhau nên là rất khó trùng nhau và rất an toàn. Và chúng ta có thể thay đổi bằng cơ được. Muốn thay đổi mã là chúng ta thay đổi bằng cơ được. Đây là cái hộp mã gạt. Hộp này rất là phổ biến và sóng rất là khỏe nhá. Đây. Đấy. Đây 8 mã gạt đây nhá. Tay chống nước nhá. Chống nước là nó có màng cao su chống nước này. Đấy, màng cao su chống nước này. Đấy. Còn cái hộp này nè. Và các bạn cứ mua về xong các bạn tự thay thế được mà. Nó rất là dễ, ai cũng thay thế được. Chỉ cần rút cái hộp cũ ra xong chúng ta cắm cái hộp mới vào thôi. Là được. Và trường hợp nó không cùng rắc thì chúng ta có thể nối bằng ấy được mà. Rồi xin cảm ơn các bạn nhé. Phím cứng nhé. Phím cứng rất là dễ bấm. Tay này rất là bền. Âm dương, nắp đúng chiều âm dương. Vâng, xin cảm ơn các bạn.